mà mới gặp gia đình anh thì em rất thú vị. Mẹ anh chẳng biết phải gọi bằng cô hay sẽ gọi bằng chị. Bất ngờ biết cô cũng là nàng dâu mới, cứ ngỡ chuyện này chỉ có trong phim thôi, khiến bao nhiêu điều lại trở nên rắc rối. Vậy thế là sắp tới sẽ có hai cô dâu của anh và ba, rồi ta sẽ về chung một nhà. Sẽ có những buồn vui rồi cãi vã, mọi thứ vẫn qua thôi mà. Làm dâu thì rất khó nhưng cũng chẳng phải lo, mình cứ cho hết những chân thành rồi niềm vui sẽ có. Chuyện mẹ trong nàng dâu có ai yêu nhau, thế cứ luôn đau đầu. Ăn trái cây đi. Tôi lo quá chị Tám ơi. Có gì đâu lo. Bạn gái của thằng Thượng á, tôi chấm nó 10 điểm. Tánh tình dễ thương chân chất, nói điện như con nít vậy đó. Nhưng mà còn con Hà, trời ơi, người yêu của thằng Hoàng, sao tôi thấy nó làm sao làm sao. Nó có được 5 điểm thôi à. Sao sao làm sao thì tôi thấy... nói thiệt với bà nha, tôi nhìn con Hà không là tôi thấy nó dễ thương mà đẹp làm sao đâu á. Vậy mà cái nó làm sao thì chính vì nó dễ thương, nó trẻ trung, trong khi thằng Hoàng con tôi thì nó lớn tuổi, nó lớn gấp đôi đó. Tôi nói bà nghe, thằng Hoàng á thì đã gãy đổ một đời rồi đó, rồi bây giờ bước thêm một bước nữa mà ta nói nó gãy đổ nữa cái khổ nó ra. Vậy là cái ý của bà muốn nói là con trai bà nó sát vợ phải không? Nó bậy nó bạ không à. Ủa chứ trời ơi, tôi nói gãy đổ không phải là chết, mà tôi nói là sau này thằng con tôi mà cưới nó về đó, rồi thằng con tôi càng ngày càng già, con này càng ngày càng trẻ, rồi cái nó chê cái con mình già, cái nó đi ngoại tình, có phải là con mình hai đời vợ không đó, mà không trộn vậy là sợ vậy đó. Trời ơi, có gì tự nhiên cái vậy rồi cái sợ sợ bà. Trời, sợ ra tôi nói thiệt, tôi suy nghĩ mà tôi muốn bệnh luôn nữa đó. Bệnh cái gì? Tôi nói thiệt, tôi nhìn bà đó hả là tôi hốt nó liền luôn. Vậy hả? Hốt Hà, bà hốt giùm tôi đi. Trời ơi, má, hốt cái gì con? Con mới vô kia con nghe má nói bệnh hả? Má bệnh viện vô lấy thuốc cho má uống nè. Không có, má lo nghĩ cái chuyện tình yêu của tụi bay mà tao bệnh đây nè, tao muốn lên tăng xong nè, khổ ghê luôn vậy đó. Mắc mới gì mà má phải lo để tới bệnh dữ vậy? Sao không lo? Thì má mày lo cái vụ mà con Hà vợ con đi với lại thằng Thượng con nữa nè. Trời ơi, thằng Thượng với con bé là yên rồi, không có nói gì hết rồi. Nhưng mà con Hà với cái thằng này nè, nó khổ một cái là con kia nó quá trẻ. Rồi có thằng này thì lớn rồi, lớn gấp đôi. Rồi cái con kia mà cưới về một cái rồi, trời ơi, thằng này phải phục vụ nè, không biết sao cho vừa lòng. Con nhỏ phải cưng chiều mẹ. Rồi cái con kia nhỏ, rồi nó trẻ người non dạ, rồi không biết nó biết suy nghĩ không, nó có biết điều không, nó biết đối xử với người thân, người quen không, hiểu chưa? Lo không mà bạc đầu luôn nữa đó. Trời ơi, rồi rủi thì cái con kia về thấy càng ngày thằng này càng già, càng yếu đi. Rồi cái ngoại tình đó, cái chỗ đó đó mới nguy hiểm đó. Lớn rồi yêu nhau là tự chịu trách nhiệm với cái cuộc tình của nhau. Người ta đến với nhau là người ta hiểu nhau như thế nào rồi, cần gì phải quan trọng tuổi tác. Tình yêu không quan trọng tuổi tác, quan trọng là mình có yêu nhau thật lòng hay không. Má hiểu không? Trời ơi, sao nói mà không ai hiểu cho tôi hết trơn hết trọi á. Tôi nói bà nghe này nè, tôi hiểu rồi đó. Cái gì? Bộ thằng con của bà nó yếu vụ đó lắm hả? Yếu cái gì mà yếu gì Tám? Giờ Tám nói cái gì kỳ cục vậy? Cũng tại má hết đó. Gì tại má? Em diện con ra đây ngồi nói chuyện chi? Để gì Tám hiểu lầm, nói con yếu này yếu nọ, rồi đi đồn hết nguyên cái xóm, có phải mang tiếng con không? Không nói gì với má nữa đâu. Trời ơi. Đó thấy chưa? Chị làm cho nó giận rồi thấy không? Rồi cái mai mốt cái tin này nó loan truyền cả xóm ra, cái người ta hỏi rồi ai chịu trách nhiệm? Hả? Nhưng mà tôi nói thiệt chị, chuyện này là tôi không có nói đâu nha. Nhưng mà ai hỏi là tôi kể rành rẽ cho người ta nghe, chứ không phải tôi nói đâu nha. Bà ít nhiều chuyện quá ha. Trời ơi, thiệt mệt mà nhìn cái tô mì gói không muốn ăn chút nào. Mà không ăn thì không có sức mà uống thuốc. Động tới người yêu nó cái nó giận nó hờn.
nó lo người yêu nó không, nó không để ý gì tới bà già này hết trơn. Mấy bữa nay tôi bệnh mà có ai quan tâm gì tới tôi đâu. Trời ơi đi tour dùm cái tour này, trời ơi thiệt tình luôn. Dạ thưa bác, con mới qua. Ủa sao bác lại ăn mì vậy? Hồi nãy mới ăn tô phở gà rồi, vì thấy đói vì làm mì ăn. Ủa dạ. Qua đây chi vậy con? Thằng Hoàng nó đi tour nên đâu có ở nhà đâu. Con nghe anh Hoàng nói bác bệnh nên con mua ít trái cây với lại cháo hào qua cho bác nè, để con lấy ra cho bác ăn. Thôi khỏi lấy, mới ăn phở rồi không đừng lấy. Chi cho mắc công vậy? Đây, đây là cháo ngon nhất Sài Gòn luôn đó. Bác mà không ăn con buồn lắm. Bác mới ăn tô phở rồi, giờ ăn mì gói gì ăn này ăn không có sức ăn. Dạ không, bác cứ ăn đi. Bác ăn hết cái tô đó thì bác mới uống thuốc được. Bây giờ phải ăn cháo hả? Dạ. Trời ơi, cái chén cháo này cô bỏ cái gì vô trong đây hả? Dĩ nhiên là thuốc độc rồi thưa bà. Trời ơi, bà là một con người độc ác. Dạ tâm của bà dễ sợ lắm. Bà dám ngăn cấm tình yêu của tôi và anh Hoàng hả? Tôi đầu độc bà để cho bà chết. Trời ơi, cô là con người độc ác. Cái gương mặt cô nó thiên thần nhưng mà sao cô có tâm hồn ác quỷ như vậy? Trời ơi, con tôi có quyền ý kiến, tại sao như vậy? Trời ơi, chết tôi rồi. Trời ơi, tôi không ăn. Bà đã ăn rồi, bà đã ăn rồi. Một chút nữa thôi, thuốc nó ngấm vô trong bao tử của bà. Nó đi xuống phổi của bà, nó lạng qua trái tim của bà, nó phá hủy cơ thể của bà. Sau đó bà sẽ chết queo. Lúc đó tôi sẽ chôn bà ở dưới cái góc bàn ở ngoài kia kìa. Trời ơi. Và tôi sẽ cười, tôi sẽ hạnh phúc với người yêu của tôi. Ác quỷ. Không, không. Ủa, bác ơi, bác. Ê, đừng, bác đừng, sao đừng, vậy? Đừng, con, dạ. Mấy người đừng có lại gần tôi. Bác sao vậy? Con đâu có làm gì bác đâu bác. Được rồi, cảm ơn. Cái này để tôi ăn sao? Bây giờ cô đi về đi, không có thằng Hoàng ở nhà. Cô đừng có lên tới đây, cô đừng có tới đây nữa. Sao vậy đi. Bác? Tôi thấy rồi, tôi hiểu rồi. Cô, tôi nói cô nghe nha. Tôi biết cô rất tốt, nhưng mà cô còn trẻ lắm, cô không xứng với thằng con tôi đâu. Cô đi về đi. Bác ơi, bác đừng nói vậy. Tụi con thương nhau là thật lòng mà bác. Không, tôi biết nhưng mà tôi nói cho cô nghe, tôi là mẹ, tôi cũng phải có ý kiến chứ đúng không? Bây giờ cô thấy thằng Hoàng nó trẻ, nhưng mà nó lớn hửa hơn cô nhiều. Sau này về ở chung với nhau, một ngày kia nó sẽ già, cô sẽ thấy nó như một ông lão. Lúc đó cô còn khỏe mạnh, cô sẽ chê con tôi. Không được, hai người không phù hợp đâu. Cô đi về đi. Bác ơi bác, sao mà bác cứ phải lo lắng cái chuyện mà nó không bao giờ xảy ra như vậy? Con thấy anh Hoàng anh còn trẻ lắm. Bây giờ cho dù 20 năm nữa hay 30 năm nữa, ảnh vẫn có sức khỏe, lúc đó ảnh vẫn ngon lành lắm bác. Bác đừng có lo, con thương ảnh thiệt lòng mà. Tôi nói cô rồi, cô đi khỏi nhà tôi đi. Cô đi khỏi. Bác ơi, con năn nỉ bác mà bác. Cô đi khỏi nhà tôi. Bác ơi. Cô đi khỏi nhà tôi. Bác ơi. Bác ơi. Trời ơi, có ai không? Bác ơi. Bác ơi.
giờ con cũng ở chưa về hả? Con cũng ở đây á hả? Dạ, tại hồi nãy con thấy bác sốt cao quá, cái con có chườm mát cho bác, rồi cái con ngủ quên luôn. Trời ơi, cũng may có con à, thấy bác xỉu rồi con chườm nước, con làm cái này kia cho nên bác mới tỉnh lẹ đó. Cảm ơn con nha. Không có gì đâu bác. Thôi để con vô con hâm cháo lại cho bác ăn. Thôi thôi thôi, trời ơi, hâm cháo chị ngồi đây cho bác nói chuyện con chút coi. Hồi nãy đó bác có nóng giận, bác la mắng con, con cũng đừng giận bác nha. Đâu có gì đâu bác, con hiểu mà. Ừ, chứ nếu gặp người khác mà bị la mắng như vậy thì thôi bà xỉu kệ, bà không quan tâm. Mà trái lại con thì con lo lắng cho bác, bác cảm động lắm. Thì cái đó là người khác. Còn con thì đâu thể nào vì mấy chuyện buồn giận đó mà con bỏ mặt bác được. Con biết tuy là bác chưa có thích con, nhưng con cũng hiểu là do tâm lý bác đang lo lắng. Với lại bác dành tình thương cho anh Hoàng nhiều quá thôi. Ơi, nghe con nói vậy thì bác cũng yên tâm phần nào. Nói chung là già cả rồi con, lắm cảm lắm. Thôi một lần nữa con đừng có buồn phiền bác ha. Con buồn đó. Hả, con buồn hả? Con buồn nếu như mà bác không ăn hết cháo đó. Con mua tốn tiền lắm luôn. Thôi rồi, bác cảm ơn. Được, bác sẽ ăn hết cháo cho con vui ha. Để con xuống con hâm nha. Được rồi. Anh hả? Bác tỉnh rồi, anh an tâm nha. Dạ. Em ở lại theo dõi thêm một chút xíu nữa. Nếu như mà em thấy không ổn thì em sẽ đưa bác đi khám. Rồi vậy nha. Bây giờ em cho bác ăn đây. Làng ơi, bữa nay mới lên mới tâm sự với con nữa nè. Mà mấy bữa đó thì tâm trạng của má tôi nó buồn lắm con. Nhưng mà hôm nay đó nha, má thấy má là cái người hạnh phúc, má rất là vui. Biết sao không, từ nay hồi nào tới giờ đó má ác cảm với Hà. Má nghĩ nó là còn trẻ, nó không có biết suy nghĩ gì hết. Rồi nó trẻ quá so với thằng Hoàng. Thằng Hoàng thì lớn nó gấp đôi đó. Nó vô nhà mình là nó chỉ dùng mỹ nhân kế để nó dụ thằng Hoàng nó ăn gia tài thôi. Nhưng mà hôm nay nó thấy không phải vậy. Má rất mừng. Là con biết sao không, ta nói hồi đó đó, mỗi lần mà hồi mà con còn sống đó, má bệnh đó thì một tay con chăm sóc cho má, là con thuốc thang cho má nè, rồi con nấu cháo cho má, má ăn để má khỏe. Rồi từ khi con mất, má không dám bệnh nè. Trời ơi, má phải cứng rắn, má làm trụ cột của gia đình, vừa làm cha vừa làm mẹ. Nhưng mà bữa nay má bệnh một trận, má mới thấy là con Hà nó rất là tuyệt vời con à. Trời ơi, tao nói nó lo lắng cho má mà má nó cứ suy nghĩ là nó đầu độc má không à. Rồi má chửi, má la, má mắng nó tùm lum hết trơn. Nhưng mà nó không hề giận má nghe. Khi mà nó biết má bệnh, trời ơi, nó săn sóc cho má còn hơn là má ruột nó đó con. Bây giờ má thấy má hạnh phúc quá. Má nghĩ đây là người con dâu mà con đã ban cho thằng Hoàng. Bây giờ con yên tâm đi. Nhà mình bây giờ vui vẻ hạnh phúc rồi. Con yên tâm ở trên trời ha. Mà nhớ nghe, đừng có đi xa nghe. Lúc nào con phò hộ cho gia đình mình vui vẻ hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười nha Lan.